Mai rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình. Nếu như mọi thắc mắc, quý vị vui lòng gửi về email theo địa chỉ thanhmaishow@gmail.com hoặc là inbox qua fanpage của Thanh Mai Show nhé. Và những đóng góp hay, thiết thực của quý vị, Mai xin được gửi tặng những phần quà nho nhỏ. Thưa quý vị, trong tình yêu hay cuộc sống hôn nhân, không thể phủ nhận rằng sự xuất hiện của người thứ ba là thử thách lớn nhất và dễ dàng khiến cho hạnh phúc của bạn tan vỡ. Vậy khi đối phương có người thứ ba thì chúng ta nên làm thế nào? Và làm cách nào để tránh rơi vào trường hợp đấy? Chúng ta sẽ quay trở lại với cuộc trò chuyện với đạo diễn Lê Hoàng nhé. Có những cái chương trình mà hay nói rằng phụ nữ là phải làm sao nhỉ, phải thứ nhất là phải thích nghi để cho người phụ nữ, người không đàn được, ông người anh. Đàn ông gọi là ít thay đổi thì thật ra cái sự thích nghi nó sẽ trở thành vô tận. Dạ, vô tận và không bao giờ mới đủ được. Dạ, đúng không? Thực ra có nhiều cách, là đơn giản nhất là chúng ta phải trả thù thôi. Dạ, nếu một cách đơn giản thế này để ông bồ thì tôi cũng bồ. Dạ đúng ạ, thế thôi. Dạ, nhưng mà cái điều đấy nó hơi khó, đúng không? Hoàng anh xin nhắc lại là ví dụ một ông 50 mà có tiền thì vẫn bồ được, một bà 50 dù có tiền đến nữa cũng bị khó rồi. Dạ, có đúng không? Thôi chúng ta bằng giải quyết bằng cách là chúng ta chọn cái loại đàn ông mà họ không thấy chúng ta già thì chúng ta chọn đàn ông tây. Dạ, hết chuyện. Dạ đúng, là chúng ta cũng phải có cái giải pháp để đỡ bị ức chế, phải không anh? Đúng là ức chế. Dạ, tức là chúng ta nó gọi là tránh voi trả xấu mặt nào ấy. Yeah, là nếu mà đã biết rằng là đàn ông của chúng ta có cái tật đấy thì thôi, cho cơ ông ấy nghỉ. Yeah. Chứ còn cố gắng thích nghi không có được đâu. Khó lắm anh. Việt Nam mình ấy, thì cái điện, ví dụ nói về điện ảnh chẳng hạn, thì cái phim mà những cái phim mà bán vé đông nhất là những cái phim mà diễn viên và câu chuyện là dành cho tuổi teen. Yeah. Tại vì rằng là người ta đã thống kê rồi, hoặc làm đạo diễn nào cũng biết, 95% người xem của Việt Nam là từ 25 trở xuống. Dạ. Yeah. Mai mà bước vào một cái rạp xem phim mà Mai thấy 40 tuổi ngồi là rất hiếm. Rất hiếm rồi. Cho nên là toàn bộ cái câu chuyện của chúng ta là của những cô gái trẻ và cũng của những chàng trai trẻ. Dạ. Yeah. Chúng ta không, nếu bây giờ Hoàng làm một bộ phim, nhân vật chính là Mai, là vai nam vai nữ. Anh đừng có đưa em vô để anh sỉ nhục em. Không sỉ nhục. Nhân vật chính là một cô gái, một phụ nữ 40. Rồi. Và nhân vật chính nam là một ông 50. Yeah. Thì cái phim ấy, cái khả năng thất bại quá cao. Dạ. Yeah. Mai công nhận không? Em đồng ý ạ. Nếu bây giờ Hoàng làm cái bộ phim là Những Cây Cầu ở quận Madison. Dạ. Mai biết cái phim ấy không? Clint Eastwood đóng với lại Meryl Streep. Dạ. Đó là hai con người đến với nhau khi mà bà này đã ba con, còn ông này thì đã tóc bạc, có nghĩa là một 50 tuổi. Có nghĩa rằng là mối tình của kẻ thứ ba của những người đã 40-50 tuổi. Dạ. Nếu Việt Nam làm phim đấy không có ai xem cả. Dạ đúng ạ. Là không có ai xem cả. Có nghĩa là gì? Cái nền văn hóa của chúng ta là nền văn hóa, hay là cái xã hội chúng ta là xã hội chạy theo trẻ đẹp, chạy theo hình thức. Yeah. Còn một cái nền văn hóa mà người ta hình thành lâu đời và người ta có chiều sâu, người ta sẽ không bị cái bên ngoài như thế. Yeah. Người ta không bị cái bên ngoài như thế. Cho nên là thế này này, một ông tỷ phú già của Tây khi mà ly dị vợ vẫn có một cô bồ già. Dạ, đúng, à, đúng. Có đúng không? Dạ đúng. Nghĩa là mình sẽ ngạc nhiên bảo, trời, cái cỡ ông này về đây thì phải là một em 17. Đó, thì đó. Đúng không? Không làm thế. Người ta còn cười ông, tại sao gu mặn quá. Và thậm chí bây giờ mình nói ông vừa rồi nhá. Yeah. Chẳng hạn như là cái ông hoàng tử sạc lơ của yeah. Anh đúng không? Yeah. Là ông mới lên vua. Yeah. Thì khi mà ông ấy bỏ bà Diana để ông yeah. cặp cái bà kia thì bà kia còn xấu hơn ông Diana và cao tuổi hơn. Mới vậy. Và ai cũng bảo, trời ơi, bỏ cái cô vợ mà mình mà là thái tử như thế thì mình phải cặp với bọn em hoa hậu. Thì đó. Đúng không? Thì đó. Nhưng mà không. Hay là một ông tỷ phú ở Mỹ yeah. mà vừa rồi là gia tài mà không biết bao nhiêu tỷ, mà khi mà bỏ vợ rồi lấy một cái cô bồ thì mọi người đều kinh hoàng, cái cô bồ đó nhìn
thắc mắc của đàn ông Việt Nam thì không thể nuốt. Mày biết anh muốn nói đến ai đúng. Cô đó thì mọi người bảo sao cái gu ông này lạ lùng, ông này giàu nhất thế giới. Và trước cái cô đó, trong khi ở đây nếu mà mình thì thôi, mình trời ơi, em gọi là biết tin, đã là hoa hậu, còn hoa hậu tuổi tin cơ, không phải hoa hậu già nữa. Nhưng tại sao? Bởi vì cái nền văn hóa của người ta là cái nền văn hóa người ta nhìn vào chiều sâu. Còn cái nền văn hóa của chúng ta là cái nền văn hóa nhìn vào trẻ đẹp. Trẻ cho đẹp. Cho nên là chúng ta sẽ bị một tình trạng là những người đàn ông của chúng ta nếu có phản bội là hay chạy theo những cô trẻ đẹp. Đúng rồi. Và đôi khi á, họ lại nhìn những người phụ nữ lớn tuổi dù cho họ có trình độ, có kiến thức, lại ở một cái giá trị không còn được cao nữa. Ý Mai Mai nó nói là một cô gái trẻ đẹp ở Việt Nam á, một cô gái trẻ đẹp mà 17, 18 muốn mẩn á, có thể giết tất cả những cái bà giáo sư tiến sĩ. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng. Bởi vì hiện tượng đó là có thật. Và cái hiện tượng ấy nó chỉ nói là một cái điều thôi. Là cái nền văn hóa của đàn ông chúng ta không cao. Để Mai kể đến câu chuyện thật nhé. Bạn Mai là hoa hậu, có nghĩa là rất đẹp. Mà cô chị cũng lớn tuổi rồi, vì bạn Mai mà thì cũng không phải là tuổi 18 nữa. Thế là chị cũng quen một người bạn, bạn trai. Thì bạn trai cũng trẻ thôi, mà bạn trai cũng vừa ly dị một người. Thế là đi gặp người bạn của anh. Xong rồi lúc mà về rồi anh hơi say say, thế anh gọi điện thoại thì mở loa ra. Bạn gái được đấy, đẹp đấy, hoa hậu xinh đấy. Nhưng mà nói thật nhé, đã một tập rồi. Tập sau ấy, thì phải trẻ trẻ một tí. Chứ ai lại đi theo bà mẹ Việt Nam anh hùng. Anh có nghĩa là mặc dù vẫn đẹp, thông minh, sắc sảo, chỉ vì tuổi hơi cao một chút là người ta đã nhìn nhận đi xuống rồi. Nhiều khi mình thấy sao đàn ông Việt Nam mình nhìn nhận rất là... Thế này này, bởi vì đàn ông của chúng ta đó, thứ là cái nhìn chung là cái văn hóa không cao. Mà cái khi mà cái văn hóa không cao thì ta sẽ chạy theo những cái gì mà ta thấy trước mắt. Đơn giản có vậy thôi. Thế phụ nữ chúng ta phải nên làm gì? Chẳng hạn như phụ nữ chúng ở tuổi của Mai thì nên phải làm gì? Phụ nữ nếu mà trong trường hợp như vậy thì phụ nữ chỉ còn cách thì này. Một là chúng ta phải trả thù bằng cách chúng ta cóc lấy cái ông ấy nữa. Chúng ta lấy cái ông Tây. Không, cái đấy nói thiệt. Hoặc chúng ta lấy cái ông Tây. Hay là chúng ta cũng có bồ. Chả có con đường nào khác cả. Chứ còn bây giờ khuyên người phụ nữ là phải gì? Với một ông chồng như thế thì chúng ta phải tìm mọi cách để thích nghi với ông đấy. Chúng ta phải làm sao để quyến rũ ông ấy. Thì Hoàng nghĩ rằng là chúng ta bị, trong một trường đó chúng ta bị nô lệ. Đúng không? Có nghĩa là chúng ta phải sửa chữa mình theo cái người đàn ông, theo những cái tật xấu của họ. Thì chúng ta hóa ra chúng ta là một thứ nô lệ. Và Mai cũng không thích cái kiểu mà, mặc dù Mai hiểu là nỗi đau của chị em phụ nữ, của người làm vợ, nhưng mà Mai thấy những cái cảnh mà ra đường rồi túm áo, túm quần của người phụ nữ khác, cái đó thì Mai thấy là nó sẽ mất cái đẹp đi. Mặc dù là mình hiểu là các chị đau như thế nào, cả một thời trẻ rồi cùng tay, cùng gánh vác với chồng đến khi xây dựng lên cơ đồ. Thì khi người chồng họ giàu có, không phải là họ thay đổi, mà khi họ giàu rồi bắt họ mới lộ bản chất ra. Hay là lúc đó họ mới sanh tật đó thì mình không hiểu được. Nhưng mà rõ ràng lúc đó là tổn thương cho người phụ nữ rất là nhiều. Thì có cái câu châm ngôn nổi tiếng mà. Đàn ông Việt Nam là gì? Giàu đổi bạn, sang đổi vợ, vỡ nợ đổi sim. Vỡ nợ đổi sim, à, sợ người đòi. Hay quá. Đó nhá. Giàu đổi bạn, sang đổi vợ, vỡ nợ đổi sim. Bây giờ có một cái thử thách này dành cho anh với Mai nha. Để Mai mở ra rồi, đây ban biên tập đã chuẩn bị sẵn. Đây là thử thách dành cho Mai và đạo diễn Lê Hoàng. Người thứ ba có lý lẽ riêng và họ là người đến sau, chứ không sai. Mai hãy đưa ra 3 lý do để bảo vệ ý kiến trên. Và đạo diễn Lê Hoàng đã đưa ra 3 lý do để chứng minh đấy là ý kiến sai. Có nghĩa là Mai bảo vệ người thứ ba, còn anh là không bảo vệ người thứ ba. Để thử đi xem nào. Dạ, thử nha. Anh nói trước đi ạ. Thì thứ nhất là chỉ sai về mặt pháp luật. Và không nghĩ ra được hai cái kia. Thế thôi. Còn nếu mà giả sử như Mai bảo vệ cho ba cô ấy đúng, nhưng mà khán giả đừng có ném đá Mai nha, đây là Mai nghĩ. Còn nếu mà tôi mà nói về cái đúng của cô ấy thì tôi nói được 300. Vậy thôi Mai với anh đổi đi. Anh nói đi rồi Mai nói cái sai đi, anh nói cái đúng đi. Rồi, vậy thì anh đổi với Mai đi, anh nói trước đi ạ. Anh nói cho Mai. Anh nói được cái đúng là cái đúng của người Tiểu Tam. Đúng của người Tiểu Tam. Thì cô có thể có 300 cái đúng. Ví dụ ạ, cái thứ nhất ạ. Cái đúng thứ nhất ấy, thường là cô ấy, nếu mà cô thực sự là cô Tiểu Tam, 17, 18 tuổi, cái thứ nhất là cô không lèo nhèo, trong khi bà vợ là rất rất hay là đặt ra những cái vấn đề này, vấn đề kia với ông chồng. Thì cái cô Tiểu Tam nó gần như lúc nào đến cứ thấy anh ấy là vui rồi.
cô không có những cái lèo nhèo, cô không có những cái nhiệm vụ đặt ra cho anh ấy. Mà cô chỉ đặt ra có mỗi một thứ thôi, đó là phải vui với cô ấy. Đấy là điều thứ nhất. Cái thứ hai ấy, là cô trẻ đẹp. Trẻ đẹp cũng là một cái yếu tố phải tính đến chứ. Sao nó lại là đúng không? Cái thứ ba nữa đấy là cô vô tư. Có nghĩa là cô không có suy nghĩ về những cái khó khăn hay là... Nói là một người đàn ông bà chẳng hạn có một cái thất bại gì đấy, về nhìn vợ có thể là bị ngượng hoặc cái gì đó, nhưng cô vợ, cô tiểu tam cô không quan tâm nữa đó. Cô không để ý và không biết. Ví dụ như một người đàn ông ở công ty có những cái chuyện gì chuyện khác mà vợ biết thì rất là ngượng hay gì, nhưng mà cái cô tiểu tam thì lúc nào cũng thần tượng. Cô không để ý những cái đấy, cô không biết. Cô vô tư, thành ra là gặp cái cô đấy nhẹ nhõm. Bây giờ Mai tưởng tượng là Mai có một cái khuyết điểm nào đấy mà có hai người đàn ông, một người biết và người không biết, thì Mai thích gặp cái người không biết hơn. Đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng. Rõ ràng là như thế. Chẳng hạn như trong một cái bữa cơm khách mời mà có Hoàng, mà ngành sư Hoàng đã biết là Mai đã có bồ gì, ăn cắt ra sao, thì Mai rất là ghét kêu ông ấy có mặt. Đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà nếu mà cái ông lạ hoắc thì Mai rất vui. Dạ. Đấy thì đấy là cái đúng thứ tư nhá. Dạ. Cái đúng thứ năm thì thật ra đó là cái cô đó là rất đáng yêu. Đáng yêu khác và xinh đẹp khác nhá. Nó là cái cô đó đó, nó có những cái đáng yêu mà cái, chỉ có con gái trẻ nó mới có. Cái người con gái già tự nhiên nó mất. Ví dụ như là cô ngây có thể thơ cuộc đời. Cô ngây thơ cuộc đời. Ví dụ cô thấy một con chó là cô reo lên. Cô thấy con mèo cô bế. Cô thấy con búp bê thì cô say mê. Còn cô cảm... lớn tuổi thì thờ ơ. Những cái đó là những cái mà làm cho người đàn ông họ cảm thấy nó cái tuổi trẻ nó sống lại. Mà người phụ nữ thì nó phụ nữ nhiều tuổi rất hiếm cái đó. Đúng không? Đúng không? Cái thứ sáu là vì cô biết là cô tiểu tam nên cô không ghét gì cha mẹ chồng. Cô chả nói xấu gì cả, cô chả quan tâm. Đúng không? Đúng. Cô cũng không hề, cô không hề gặp người đàn ông mà nói là sao mày anh thế này sao cái, bởi vì đối với cô chỉ cần có anh là được rồi, còn những cô cái thế không mâu thuẫn, anh không có quan tâm. Dạ đúng. Tiếp theo là cô không đòi hỏi. Được. Có nhiều người cứ nghĩ rằng cô tiểu tam là cô tham lam, cô đòi thắm cái này thắm kia. Nhầm đấy. Thật sự một cái cô tiểu tam mà còn trẻ, họ không để ý đâu, bởi vì đối với họ cái thế giới nó còn quá mới mẻ. Một cái bà, ví dụ một bà 30-40 á mà lấy một ông đàn ông thì sẽ là còn cân nhắc. Anh ấy chức gì, anh ấy nhà ở đâu, anh có xe mẹt hay là có xe mắt ra, anh ấy lương bao nhiêu. Chứ còn một cô bé 17-18 á, trong đầu nó không có sổ đỏ, nó không có chức vụ, nó không có những cái đó. Nó chỉ thấy anh ấy hấp dẫn, dễ thương, có trí tuệ, và mua cho mình những cái món vui vui, đi du lịch với mình thì ẩn ở chỗ sang trọng, rồi mua cho mình con búp bê, mua cho mình cái gì đó, nói chung chứ không phải là anh ấy có kim cương bạc vàng đâu, đừng có tưởng. Nếu mọi người cứ nghĩ rằng con tiểu tam là cái con đến để khoét của đó thì nhầm chết luôn đấy, bởi vì có những đứa nó không cần gì cả. Ở cái tuổi 17, hỏi Mai chứ. Cái hồi 17, 18 Mai có nhìn sổ đỏ chả biết gì, em chả Mai biết, biết gì. Mình hồi 17, 18 mình có biết là người đàn ông nào có nhà villa hay là phố. Chả mình đâu có để ý đâu. Không quan tâm gì hết. Bởi vì lúc đấy cái tuổi của mình nó không, cái vấn đề nó không đặt ra. Thậm chí là còn nhỏ hơn nữa, ví dụ như là trong trường sinh viên ấy, cũng chả biết gia cảnh, chứ cái anh này anh đánh banh giỏi, dễ thương, cái nụ cười duyên, có lúc đủng tiền là thương. Nghĩa là ngày xưa cái hồi Hoàng học ở trường hồi thông ấy, hồi đại học ấy, rất nhiều thằng hay là rất nhiều cô bé con ông to, nhưng mà được người ta yêu hay không yêu, người ta không hề nhìn vào bố đó. Bởi vì người ta hồi đấy cái tuổi đấy ta để ý đâu. Đúng ạ. Người ta chả bây giờ mới để ý này. Bây giờ mới là con thằng đó hay con nhỏ đó, con đại gia đấy, chứ con 17-18 tuổi nó không quan tâm. Nó không quan tâm nhá. Đó là hàng tỷ những cái đáng yêu của một cô tiểu tam. Nhí nhảnh, dễ thương, vô tư, hồn nhiên, không tham lam, không sensi, không so sánh, không có những cái mưu đồ, không có những cái gọi là, nói chung là người đàn ông mà gặp một người đàn bà thì phải nói về với vợ là đủ những cái, ngay cả một người vợ tốt cũng có những cái, có những cái yêu cầu mà cô tiểu tam sẽ không có. Còn lại thôi, đi đến lượt Mai nha. Mai nói những cái sai của tiểu tam nha. Thôi copy đầu tiên cái ý của anh Hoàng là sai về luật pháp cái đã này. Coi như là chưa gì đã có một câu ăn sẵn rồi. Rồi. Đúng, Mai nghĩ đấy. Đấy, Mai nghĩ được. Cái thứ hai, cô ấy đã sai với chính bản thân cô ấy. Mai không nói sai với ai, sai với chính bản thân. Bởi vì Mai, anh thừa nhận với Mai, người phụ nữ đẹp nhất, nhiều cơ hội nhất để có cái hạnh phúc là từ 20 đến 30, chỉ có 10 năm của tuổi thanh xuân. Tuổi đời thì sống như nhau, đàn ông đàn bà 80 tuổi. Nhưng tuổi thanh xuân đó, nếu như cô ấy dành thời gian cho người đàn ông mà không phải trọn vẹn của mình, thì cô ấy tự mất đi thanh xuân của mình. Thôi, bà,
vậy mà bà cũng nói được. À không, mày nói đúng sai anh. Mày nói có sai đâu. Sai chứ. Sao lại sai? Bởi vì thế này nhá. Ví dụ như là người phụ nữ thanh xuân. Dạ. Thì tốt nhất là yêu một người đàn ông mà đúng là mình yêu, đúng không? Dạ đúng. Mà tình yêu á, thì bà hãy nhớ một cái câu mà của Pháp, nó nói rất là rõ ràng. Trái tim nó có những cái lý lẽ mà cái đầu không bao giờ hiểu. Thì tại sao một người đàn ông có vợ đối với một cái cô gái chưa có chồng lại là không đáng yêu? Anh không biết đâu. Anh không hiểu được rằng là nó sẽ có nhiều cái khó khăn cho người phụ nữ. Đương nhiên yêu, giống như giả sử như bây giờ anh hôm nay anh uống một ly nước trà thơm ngon, anh thấy ngon quá, anh thích quá. Nhưng nếu cho anh một ly tách cà phê, anh cũng thấy ngon như vậy. Chứ không có phải là anh sẽ bảo cái này ngon và từ chối cái khác. Bởi vì anh chỉ có cơ hội thử thôi. Thành ra người đàn ông cũng vậy, bởi vì cô đang yêu người đàn ông này và trái tim cô dành trọn vẹn cho người đàn ông này, do đó cô không còn ngăn cho người khác nữa. Nhưng nếu cô thử yêu một tình yêu khác, nó vẫn đẹp, nó vẫn vui, nó vẫn hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ đúng. Cho mày nói hết cái ý của bài. Còn một cái nữa đó là cô sai mất thanh xuân. Và cô sai nữa là cô đánh mất đi một cái cơ hội, cái sự trẻ trung của người đồng trang lứa trong tình yêu cô đã mất. Bởi vì cái người lớn tuổi á, họ sẽ không cho cô đi được. Là thử như anh có tưởng tượng hai người trẻ cầm tay nhau, nắm tay chạy trên đường phố, hay chạy trên những bờ hồ, hay cười nhau túc tích, hoặc là có thể cù lét nhau cười khúc khích. Nó có những cái niềm vui cùng khám phá, vì cậu con trai trẻ cũng tràn đầy năng lượng cùng đi với cô, cùng khám phá một cuộc đời mới với cô. Thì người đàn ông lớn tuổi họ không cần khám phá nữa, họ nhìn một cách điềm tĩnh, điềm nhiên, và họ chăm sóc cô như là một người lớn chăm sóc một người nhỏ hơn. Thì cô thiếu đi một cái năng động, một cái hồn nhiên, một cái hồ hởi mà tuổi trẻ cô không có. Và chưa kể rằng cái đó là dấu ấn, có thể là cô ấy quen đánh 5 năm 7 năm, năm 27 tuổi cô lại rẽ ngang một cuộc sống mới, thì tiếp tục cô lại tìm một người lớn chứ không tìm một người nhỏ nữa. Là bởi vì cô đã quen với cái cảm giác đó. Anh Hoàng hiểu em? Hiểu, yeah. Hoàng hiểu thôi. Thế này này, Hoàng hiểu, nếu như rằng là một cô gái thanh xuân, nó có thể đánh bẹp hết tất cả những người phụ nữ có đủ thứ nhưng không có thanh xuân, thì một chàng trai thanh xuân cũng vậy. Có đúng không? Có nghĩa rằng là Mai nói cũng đúng, đó là ví dụ một anh thành đạt tỷ phú hay ho tất cả những anh 40, mà còn ngược lại một cái anh chưa là cái gì cả nhưng mà 21, 22, thì cái sự trẻ trung, cái sự ngây thơ đó, cái năng lượng đó, là cái tài sản kia nó không có thể nào gọi là nó không thể nào bù đắp được. Đúng không? Thì Mai nói thế thì cũng đúng mà cũng không đúng. Thú thực là hai cái tình yêu đó thì nó khác nhau, nhưng bảo rằng là nó vĩ đại hơn nhau thì chưa chắc. Chưa chắc rằng là, cho nên là tại sao người ta cứ như thế này. Mai có đồng ý với Hoàng một điều rằng là tình yêu học trò thì thần là ai cũng có, đúng không? Dạ. Đúng không? Nhưng mà tình yêu học trò thì nó rất giống Mai miêu tả đấy. Nghĩa là ngây thơ, ngốc nghếch, chả biết gì, chỉ có nụ cười, ánh mắt thôi. Nhưng mà rồi nghĩ lại ấy, thì người ta đều công nhận rằng là cái đấy nó không chín chắn. Nó không. Nhưng mà không anh đâu cả. Nó có cái đẹp như vậy nè. Nó đẹp cùng cái lịch sử. Giả sử như hai người cùng gây dựng, cùng thành công, đầu tiên mở một quán cà phê, bán được những ly nước đầu tiên. Nó hồ hởi đến khi mà mình thành công rồi, mình nhìn lại nó có một cái quá trình lịch sử. Còn một người đàn ông thành đạt quen một cô gái trẻ, chưa chắc rằng ông ấy tin trong lòng rằng cô ấy đến vì cái tình yêu thương vô bờ bến, mà cũng có khi vì những cái điều gặt đầu dòng của ánh trăng. Nghĩa là nó sẽ không có một cái xúc động như là một cái tình yêu thì ban đầu. Thì Hoàng cũng đồng ý như thế. Hoàng cũng đồng ý rằng là cái cảm xúc đó là cái cảm xúc không mang tiền bạc nào mang lại được. Hoàng đồng ý như thế. Cho nên là cũng nhờ cái điều đó thì phải cũng bằng nó này, dù cái tiểu tam nó có phát triển đến đâu đi nữa thì so với lại những cái tình yêu bình thường nó vẫn ít. Đúng không? May mắn thay. May mắn thay là những cái tình yêu như Mai nói, cái là những cái tình yêu của hai con người cùng trẻ trung, cùng xây dựng cuộc đời, cùng các thứ, thì nó vẫn cứ nhiều hơn. Nên chúng ta khỏi phải lo. Chúng ta khỏi phải lo là chúng ta đang chứ không phải là cái nạn tiểu tam như là nhận như vậy giặc châu chấu. Đang cho may mắn thay. Thì cái đấy cũng là may mắn thay. Đúng không? Thế nhưng mà khổ cái là trên đời này á, là nếu người ta nhìn vào cái đó là cái hay của cái sự thơ mộng, nhưng mà trên đời này có một thứ nó gọi là hay của sự hấp dẫn nữa. Đúng không? Nó hay là cái sự hấp dẫn nữa, trên mà cái hấp dẫn nó là quan trọng vô cùng. Trên rằng là nếu mà một cô gái mà yêu một người đàn ông gọi là tiểu tam ấy, thì nó có một cái sự mà nghệ thuật chúng ta luôn luôn cần, đó là drama. Đúng không? Kịch tính. Và chính cái drama, cái kịch tính ấy, nó là một cái thứ ma túy trong cuộc đời. Có nghĩa là yêu anh mà anh không đến được với mình phải hồi hộp, mình phải chờ đợi anh đến với mình, là anh phải vượt qua bao nhiêu, và mình đến với anh mình phải vượt qua bao nhiêu. Cái đấy cũng là một cái kích thích.
Cái đấy là kích thích, mà cái kích thích nó tiết ra những cái năng lượng nhiều khi không thể nào bỏ lường trước được. Cho nên là Hoàng hay khuyên, ví dụ thế này, mình hay gặp những cái trường hợp là bạn bè mình chết cha rồi, Hoàng ơi, con tao nó yêu thằng đó, chỗ thằng ấy tồi lắm, hay là con gái tao nó hay là con trai tao nó yêu con ấy, con nó rất là kinh. Thì Hoàng luôn khuyên thế này, mày chớ có dại mà ngăn cấm, nghe chưa? Bởi vì nếu mày ngăn cấm, chúng nó sẽ đến với nhau. Thì nó chắc kích thích, nó vô tình mình tạo bởi lên vì, cái sự... Bởi vì chúng nó là có một cái tự hào là bố mẹ không thích nhưng mình vẫn vượt qua. Còn nếu mày cứ để thả chúng nó đi, chúng nó sẽ ly dị sớm. Tự chán. Chúng nó tự chán. Còn phải không đi với thằng ấy nhá. Là bởi nó sẽ khẳng định mình bằng cách là mẹ cấm thì con đi. Đúng rồi. Cho nên rằng là, cho nên... có hiểu không? Thật ra tao bảo ăn vụng bao giờ ăn ngon, là vô bếp mà nhón miếng là ăn ngon. Trên đời này, cái tiểu tam á, nó có một cái hấp dẫn là mà hợp nghệ thuật sẽ vớ ngay là cái hấp dẫn đấy. Đó là drama, đó là kịch tính, đó là sự thử thách mình. Nhưng mà nói chung ra thì may thay như anh nói đó, cái vụ tiểu tam nó không nhiều. Nó không chẳng nhiều qua là vì nó rộ lên bởi mạng xã hội. Thì mình nhìn thấy đó là những cái vụ điển hình thôi. Nhưng mà thực ra là nó không, may thay nó không tràn lan. Bởi vì trong ba người, cả ba đều, mang tin là đời của ba đều trong một cái trạng thái không có happy. Người vợ ở nhà thì đau khổ là 10-10 rồi. Người tiểu tam thì nhiều khi buổi tối thứ bảy chủ nhật vẫn đơn côi một mình. Đúng. Cũng có những cái cô đơn nhất định. Đúng. Người đàn ông thì cũng bị giằng xé. Nói chung là trong một cuộc tình ba người thì may thay thì thật ra thế này này thì xã hội nó sẽ phát triển theo những quy luật, mà nhìn chung xã hội nó sẽ phát triển theo quy luật thông thường của nó. Thì thông thường của nó đó là trai chưa vợ gặp gái chưa chồng. Đúng. Đó là thông thường. Đúng không? Còn những cái chuyện như là trai có vợ gặp gái có chồng hoặc ngược lại thì nó chỉ là những trường hợp đặc biệt. Thì những trường hợp đặc biệt đó thì tuy nó rất kịch tính, đôi khi nó rất hay. Nếu mà được miêu tả bằng sách và phim, nhưng mà nó vẫn cứ là ít thôi. Thế là chúng ta cũng đừng có thấy tiểu tam là chúng tôi la lên là cuộc sống nó hỏng hết rồi. Hiểu không? Nó giống như là chúng ta ra ngoài thấy một cái vụ tai nạn xe và chúng ta bảo thôi đừng có thằng nào mua xe hơi nữa. Cũng chả phải. Đúng không? Mày đọc câu hỏi mà khán giả đã gửi đến cho anh. Chào MC Thanh Mai, chào anh Lê Hoàng. Mình hiện ngụ tại Bình Dương. Cách đây khoảng 2 tháng em phát hiện chồng em có nhân tình. Em rất tức giận, anh năn nỉ xin em tha thứ. Anh còn nói cô ấy thấy anh có tiền và phong độ nên cứ bám riết và đòi bỏ nhà theo anh. Em đã tin lời anh nói. Thế nhưng cách đây 1 tuần em phát hiện chồng em và cô gái ấy vẫn qua lại với nhau. Em tức quá nên hẹn cô ấy để làm cho ra ngô ra khoai. Thế nhưng cô ấy đưa cho em xem những tin nhắn của chồng em, nhắn cho cổ với lời lẽ hết sức tình tứ và ngọt ngào. Đặc biệt hơn là anh còn nói với cô ấy là những ngày sống với vợ là những ngày đau khổ và tối tăm nhất của cuộc đời anh. Như mẫu số chung của ông nào cũng thế mà ơi. Anh đòi ly dị mãi mà vợ không chịu vì không muốn chia tài sản. Đọc xong tin nhắn của anh ấy xong em đã rất sốc và bệnh luôn. Mấy hôm nay bây giờ thật sự em đang rất bối rối, em không biết cách nào để thoát khỏi tình cảnh này. Rất là chia sẻ tình cảm với chị, bởi vì rõ ràng là mình sống trong tình cảnh đấy thật sự là bức bối, phải không anh ạ? Bây giờ muốn hỏi Hoàng cái gì là giải quyết thế nào ạ? Anh Hoàng sẽ coi cho chị ấy một lời khuyên như thế nào ạ? Thật ra cái lời khuyên ấy phải, tại vì ông cô chỉ nói cái cảm xúc thôi, chứ không nói cái hoàn cảnh. Mà muốn lời khuyên để biết cái hoàn cảnh cơ. Ví dụ như cô độc lập về kinh tế thì Hoàng đã ngay là cô bỏ. Nhưng mà nếu cô chẳng còn gì khác ngoài chuyện ông bám ông chồng thì Hoàng khuyên như vậy thì cô ra đường thì cô sống bằng đâu? Thì cô có thể nói là có con hay không? Rồi ông này có thương con hay không? Nói chung là người đàn bà Việt Nam á, khi mà ly dị á, thì cái nghĩ đến mình là cái cuối cùng. Mà là nghĩ đến con, nghĩ đến gia đình, nghĩ đến đủ thứ. Cho nên là bây giờ cô không đưa ra các dữ liệu khác ấy mà cô chỉ nói là có ông chồng như thế thôi thì bảo Hoàng khuyên thế nào thì Hoàng là nếu cô độc thân, nếu cô giàu có thì 5 phút sau cô bỏ. Còn nếu cô không độc thân, nếu cô sống phụ thuộc vào ông đấy, cô lại có con, rồi lại con nó không muốn mất bố, thì cha mẹ cô không muốn mất rể thì cô cứ nuốt đi mà sống. Nhưng mà quá đau khổ nhỉ. Thì đau khổ nhưng mà bởi vì rằng là người ta không muốn đau khổ. Cái chuyện là thật ra đau khổ là gì, là người ta phải tính toán giữa các nền đau khổ và người ta muốn chọn cái nào mà gọi là nhẹ nhất. Thì nếu như rằng là người ta cảm thấy rằng là cái đau khổ mất chồng nó không quan trọng bằng cái đau khổ mất con, mất gia đình, thì người ta cứ nuốt lấy đi. Như chị em phụ nữ mình đúng là cái chữ hy sinh không phải là cái mà mình muốn mọi người phải gánh vác cái chữ đó đâu. Nhưng mà hy vọng rằng cái lời khuyên của anh Lê Hoàng cũng giúp cho chị phần nào biết được cái
nhìn nhận lại được mình hoàn cảnh của mình như thế nào để mình có một quyết định đúng đắn. Chúc cho chị luôn bình an. Và theo anh thì chúng ta làm thế nào để nhận biết được rằng là chúng ta đang mở đường cho người thứ ba, có nghĩa là chúng ta đang ở một cái trạng thái với chồng mình hoặc là vợ mình mà cư xử chưa có hoàn thiện để cuối cùng người bạn đời của mình lại tìm đến một niềm vui ở nơi khác. Thật ra thì thế này này, trừ trường hợp là những bà hay là những ông quá nanh ác thì mới gọi là mở đường cho người thứ ba. Còn đa số những cái ông gia đình Việt Nam thì nếu mà bắt đầu từ khoảng 40-50 tuổi ấy, thì nó đều xảy ra một cái thứ tình trạng là nhàm chán. Không có gì lớn nhưng mà nhàm chán. Thì cái đấy cũng là một cái cách là và nghĩa là thế này, bà vợ không phạm cái lỗi gì lớn nhưng bà chỉ là không còn quan tâm đến hình thức của mình nữa, rồi hay cáu gắt, rồi lúc nào gặp cũng cằn nhằn ông chồng các thứ. Thế còn bảo là bà có lỗi gì lớn, không có. Đấy, thì nó cũng là một cái cách để cho mà cái người thứ ba đó có rồi. Chứ cũng không phải rằng là bà phải đánh bài hay là bà phải uống rượu hay bà phải xài ma túy thì ông mới có người thứ ba đâu. Đa số cái cuộc sống của chúng ta, cái sự nhàm chán ấy, cái sự cảm chán ấy, nó sẽ bị cái sự mới mẻ bóp chết. Chứ còn không phải là cái sự hư hỏng. Cái sự hư hỏng thì đã đành rồi. Đúng rồi. Mà cái nhàm chán trong gia đình chúng ta thì nhiều lắm. Nghĩa là nó ở cái, nghĩa là rất nhiều gia đình vợ chồng bây giờ thì Hoàng chỉ cần nhìn cái cách là Hoàng biết là họ nhàm chán nhau thôi. Ví dụ như họ đi với nhau thì là ông đi trước bà đi sau, hiểu không? Nghĩa là họ sống với nhau theo nghĩa vụ ấy mà. Họ không có một cái, họ nói về nhau một cái cách rất là, nói ra cho Hoàng chỉ cần nghe mở mồm thôi mà có những người bạn Hoàng nói con vợ tao là nghĩ trong bụng mà thấy là vứt đi rồi. Hay là hay có người phụ nữ nói với nhau là thằng chồng, trời ơi là biết, thế là hỏng rồi, chỉ một câu đó chứ cần gì phải thấy cái gì. Tức là họ không tôn trọng trong tiềm thức, bởi vì họ thấy cái sự tôn trọng nó không còn quan trọng nữa. Nhưng mà còn với anh thì mày thấy là anh tại sao lại giữ được cái... Thôi, Hoàng, chương trình này Hoàng không có nói về Hoàng. Không, nhưng mà thôi em đã làm sao mà... Tại vì mày được nghe nhiều người đó, chị Lan rồi mấy người bạn bảo chiều nào cũng thấy anh dẫn vợ đi chơi hai người. Mặc dù là anh là không phải dân đi bộ nha. Anh là môn thể thao khác nha, anh đi chiều chị. Rồi anh nấu ăn cho chị, anh chăm sóc chị. Giỏi quá anh Hoàng ơi. Em phải không biết là sao mà anh gây dựng được cái sự không nhàm chán. Bởi vì em chưa bao giờ có một cơ hội sống với ai đó mà lâu được như anh. Thì em cũng tâm sự với anh rồi đó. Em nghĩa là rất là ngắn thôi. Vì cứ cái thể là cái hoàn cảnh của mình. Nhưng mà rõ ràng là anh Hoàng phải nói là anh cũng có những cái... Thật ra thì anh có gì nhưng mà tại thật ra thì tất cả những người... Anh nghĩ người như em nó bị một cái... Mà cái nếu mà em có một cái khuyết điểm ấy. Thì cái khuyết điểm này là trời sinh thôi. Nhiều người phụ nữ cũng như thế. Nhiều người phụ nữ hỏi là tại sao lại đi với con bồ trong khi tôi cũng xinh đẹp. Trí thức là tôi rất trí thức. Tiền nong thì tôi cũng có đầy. Thì nhiều bởi thế này này, cũng có nhiều người phụ nữ kinh ngạc là ví dụ như là người phụ nữ bảo là này lão ấy bổ với cô hoa hậu với cô người mẫu thì tôi không căm, có những lão bổ với cô u xin cơ. Chết đau lòng. Đúng không? Đau lòng quá. Trong cuộc sống thiếu gì trường hợp đó, cái là ông chồng bổ với cô u xin trong nhà. Đúng không? Và bởi vậy đau đớn kinh khủng khi thấy rằng là cái con u xin đen đủi nhem nhuốc đấy, khi mình mang nó về thì mình không bao giờ nghĩ ông chồng mình chết vì cái con đó. Có ai mà mang cô người mẫu về nhà đâu. Toàn mang một cái cô xin. Nhưng mà một thời gian sau thì tóe khỏe ra là lão dính với lại con nhỏ đó. Đúng không? Thì rất nhiều người đau đớn khủng khiếp là tại sao lại như thế. Bởi vì so với tất cả các mặt thì mình đều hơn cái cô tiểu tam ấy cả. Chứ có phải như là thứ nhất là họ vỡ phải một người đàn ông quá phàm tục. Đấy thì cái đấy cũng phải có. Đấy. Còn nếu như người đàn ông không phàm tục ấy mà thương một cái người vợ mà cái người vợ đó lâu đời mà vẫn đáng thương á mà vẫn quý ấy, thì theo cá nhân Hoàng thôi, cái này mà không đưa ra công thức được thì thì mai thiếu một thứ, mai biết gì không? Gì anh? Mai thiếu một thứ và cái đấy thì trời cho thôi, mày chịu thôi, mày có mang sách đi học hay là mày có 1 tỷ đô la mày cũng không có. Hay là mày có sách đi học 100 trường đại học hay là mày có 1 tỷ đô, mày cũng không có là mày mày sẽ không có một cái thứ này này. Mà đa số phụ nữ sẽ không có đâu. Mày không có tính trẻ con. Anh lầm. Thế thì anh nhầm hoàn toàn với Mai. Không hoàn tiếp xúc với Mai hoàn toàn. Thế tại vì anh, tại vì như này, Mai là một người rõ ràng và rành mạch. Ví dụ như khi làm việc rất chuyên nghiệp, nhưng mà khi đi chơi, Mai chơi u, chơi cỏ cò, chơi nhảy dây. Mà trời ơi. Cái tính trẻ con nó phải là đó. Mai Hoàng tiếp xúc với Mai là biết không? Là Mai không có tính trẻ con rồi. Cái tính trẻ con theo mắt của Hoàng nó khác.
Thế này này, đàn ông nó rất thích một cái gọi là baby girl. Dạ. Mình nghiêm túc quá phòng anh. Trẻ con. Dạ. Người đàn bà trẻ con là rất là khó. Dạ. Vì người dù bao nhiêu tuổi vẫn là trẻ con. Dạ. Nó không phụ thuộc vào nhan sắc. Dạ. Nó cũng giống như mà cái người đàn ông mà ví dụ như thế này này. Cái ông nhà văn, cái ông Andersen ấy, ông viết những cái chuyện cổ tích khi ông 70 mấy rồi. Dễ thương quá anh ha. Nhưng mà ông hết chuyện cổ tích. Mà trẻ con nhưng đọc mà, nhưng mà ngược lại có những người, những có nhà văn 17, 18 tuổi vẫn không viết được cái chuyện cổ tích. Dạ. Bởi vì không có cái tính trẻ con. Người đàn bà trẻ con thì rất là đáng yêu. Dạ. Đó, mãi mãi bởi vì họ không có, mà cái đấy thì không, không khó. Nhưng mà thực ra là cũng hơi khó bởi vì khi một người phải lo toan ở cuộc sống ở ngoài đời có khi họ bị mất dần đi. Họ thôi chụt. Phần lớn là những người đàn bà trẻ con bị mất dần. Mất dần. Nhưng đi. Mà có những người không bao giờ mất. Dạ, rất là may mắn trời sinh hoặc trời có thể đó. Là xung quanh họ họ được bảo bọc để họ được êm ái và vẫn giữ được cái sự sự ngây thơ của họ. Dạ. Đúng rồi. Cái sự trẻ con thì nó có hai cái là hoặc là họ họ có điều kiện để còn. Dạ. Và hai là bẩm sinh. Dạ. À, một lần nữa cảm ơn anh Lê Hoàng rất là nhiều. Hôm nay anh dành thời gian nói chuyện thật là nhiều với Mai về một cái chủ đề mà tiểu tam. Và hoàn toàn là hai anh em mình nói theo cảm xúc chứ không có những kịch bản dàn dựng. Để mà thấy được rằng là về cái đề tài này, anh Hoàng với cái kiến thức, cái sự hiểu biết của anh luôn luôn là một đề tài thú vị cho tất cả mọi người để có thể được học hỏi. Một lần nữa cảm ơn anh Hoàng rất là nhiều ạ. À, cảm ơn Mai. Yeah. À, cái câu cuối cùng là nếu không có tiểu tam thì đã không có bao nhiêu bộ phim và tiểu thuyết người vĩ đại. Dạ. Yeah. Thôi cuộc đời cũng phải có bi kịch, có hỉ nộ ái ố một tí chứ không có trơn trắng nhạt nhòa phải không anh? Duy trì 10 thói quen hàng ngày giúp vợ chồng luôn hạnh phúc. 1. Trao đổi tự do và cởi mở. 2. Nuôi dưỡng sở thích chung. 3. Giữ liên lạc cả ngày. 4. Chú ý những điều nhỏ nhặt. 5. Đi ngủ cùng lúc. 6. Thể hiện thái độ trân trọng. 7. Giải quyết các mâu thuẫn nảy sinh. 8. Độc lập kinh tế. 9. Nói yêu nhau mỗi ngày. 10. Tạo điều bất ngờ cho nhau.